接下来的十个节目，从欢喜心开始到感恩心结束，有师父们的虔诚，有孩童的纯洁，载歌载舞，中外结合，敬请欣赏。 From being joyful and ecstatic to gratefulThere are such various shows as dances and songs to be performed by masters with faithful hearts and by children with pure minds in Chinese, in English, and in Japanese, etc. Please enjoy now. 10 tiết mục tiếp theo bắt đầu từ lòng hoan hỷ.Kết thúc bằng lòng biết ơn, có tâm kiên thành trí kính của quý thầy cô, có sự thuần khiết của các em nhỏ, có hát, có nhảy, trong ngoài kết hợp. Cung kính thỉnh mời quý vị cùng thưởng thức. 続いての10個の出し物は、歓喜の心から歓音の心まで、お弟子出しの経験もあれば、子どもの純潔もあります。歌を歌ったり、踊りを踊ったりして、東西文化の融合したものなど、どうぞ楽しんでくださいませ。